Hi, xin chào mọi người. Hôm nay là Bằng đang đưa khách tới tỉnh xá Pháp Duyên ở Fresno. Tỉnh xá Pháp Duyên là một nơi rất là nổi tiếng với những cái vườn táo tàu và những cái vườn trái cây nằm ở thành phố Fresno. Chùa này là của một người Việt Nam của mình. Và trong những cái năm dịch bệnh gần đây là chùa bị thất thu, bởi vì cái cây táo tàu là cái giống như là một cái cây giúp cho chùa có thêm kinh phí để duy trì trong nhiều năm qua. Nhưng mà trong những năm dịch bệnh gần đây thì cái việc mà cung cấp táo tàu cho những cái nơi sản xuất và cũng như là làm táo tàu nó bị đình trệ trở lại, nên là bây giờ cái cây táo quá trời luôn mọi người, không ai đến hái hết đó. Rụng dưới sân mọi người coi, rụng kìa, quá trời không. Nên là hôm nay Bằng hỏi ý kiến của khách của Bằng, xong rồi đưa mọi người đến đây để mọi người hái ủng hộ chùa. Thì sư thầy nói là sư thầy bán một đồng, đồng rưỡi một phao gì đó, cũng không có đáng bao nhiêu, nên mình đến mình ủng hộ được bao nhiêu mình ủng hộ. Chứ mình thấy nó rụng về mình thấy tội luôn mọi người. Đây nè, mọi người thấy không, rất là nhiều trái, nhưng mà tiếc rằng là không có ai hái, không có nhân công để hái, nên là các sư các thầy ở đây cũng không thể làm được gì luôn. Nên bây giờ là người dân họ đến đây để họ hái ủng hộ chùa, bán được phần nào hay phần đó, giúp được chùa chút ít. Rất là rộng nha mọi người. Đây nè, mọi người thấy cái vườn không, quá trời lớn luôn. Phía bên đây nữa nè, đó, khủng khiếp luôn á. Yeah. Ngoài táo tàu ra thì chùa còn có một cái vườn bưởi nữa. Vườn bưởi nằm đầu đường á, rất là nhiều bưởi. Nhưng mà trong đây có vài cây nè, để Bằng quay cho mọi người coi. Đây mọi người, có vài cây bưởi đây nè, quá là trái luôn. Yeah. Nhưng mà thầy không có bán bưởi. Ở đây chùa chỉ bán táo tàu thôi nha, không có bán bưởi. Nên là ai đến để hái táo tàu ủng hộ chùa thì đến nha, chứ ở đây không có nhu cầu bán bưởi. Đây, để Bằng đi một vòng cái vườn cây cho mọi người coi. Khách của Bằng ở trong đó đó, đang hái kìa. Quá trời đông luôn. Đó, coi kìa. Trời ơi, nó rụng kìa trời ơi. Cái này như để nấu sâm bổ lượng vậy ta. Nhìn mấy trái giống như mấy trái trong nồi sâm bổ lượng nha. Rồi nè. Ghép thiệt. Đây, cho lên YouTube. Đó. Cho lên YouTube. Yeah. Đây là khách của Bằng ở San Diego lên đó. Fan ở trên YouTube. Hai mọi người. Yeah. Đi tour của Bằng vui lắm mọi người. Đang hái táo tàu mọi người. Tour của Bằng very happy. Yeah, cảm ơn cô. Đây còn bên đây nè. Đó. Anh chị này đến từ Rosemith. Hi. Hi. Quá trời trái luôn. Yeah. Rất là ngọt. Yeah, đi tiếp qua bên đây nữa. Còn mấy khách bên đây nữa nè. Hai khách này là đến từ Ventura. Đó. Hai chị khách đó, đến từ Ventura. Hai chị. Chị ơi. Hai. Hai. Nhớ hái nha, chứ không ăn không nha. Nhớ hái. Nhớ hái để cân ha. Dạ. Còn đây là khách khác em ơi, họ đến còn hái táo. Trời luôn. Đây nè, khách họ hái sẵn thùng để họ đem cân rồi nè. Sẵn thùng luôn. Yeah. Cô ở gần đây không cô?
Không, cô ở San Jose. Ồ, San Jose xuống đây. Ồ, 2 tiếng mấy hả cô? 2 tiếng rưỡi rồi. Oh, yeah. Mình hái này vô thầy á, thầy. Ủa mà sao cô biết tính... ở đây để đến hái? Hàng năm nào cô cũng thì đến? Có người có mới biết đi lần đầu tiên. Mới đi lần đầu tiên. Là đến ủng hộ chùa đúng không? Ờ, đúng rồi. Tại con cũng biết, con thấy mấy năm nay dịch bệnh nó không có bán được táo nên thấy ở trên Facebook. Thầy trời. Con. Thầy cũng không có người đó, cái lụm cái này mà bán cũng tiền không. À, nhưng mà đâu có ai chịu làm. Người ta ấy đó, ủng hộ. Đang dịch đó, đúng không con? Thầy tới rồi. Ô, thầy đang lấy mấy cải hả con? Đó, đó, thầy á. Ô, dạ, dạ, cảm ơn cô. Dạ. Ô, đây là sư thầy mọi người. Hả? Sư thầy đang lấy máy cài luôn. Mọi người thấy ghê chưa? Sư thầy lấy máy cài luôn. Dạ, con chào thầy. Thầy phải lấy máy cài luôn mọi người. Ồ, thấy thương ha. Đây là phía cái khuôn viên của chùa mọi người, của tịnh xá mới đúng. Dạ, tịnh xá Pháp Duyên có lựu nữa nha. Đây lựu nè, cây lựu á. Ở bên kia nãy cây lớn lắm, trái to hơn nhiều á. Phía sau này còn một cái khu vườn nữa mọi người. Bằng không biết trái hay trái gì nữa, bằng đang đi lại gần quay cho mọi người coi nè. Dạ con chào thầy. Dạ. Dạ. Tụi con ở dưới Orange County lên thầy. Ồ, vậy hả? Dạ. Thấy ở trên Facebook mọi người nói là mấy năm nay mình không có người thu hoạch táo. Không có người thu hoạch đây, bỏ đầy hết đây. Vậy hả thầy? Dạ. Rồi để rụng phí quá hả thầy? Rụng phí quá. Dạ. Nên tụi con có đưa một số người lên á. Dạ. Cũng được mười mấy người. Dạ hả? Dạ, để lên hái được nhiều thì hay nhiêu. Hái mua hay là hái dạ. cho chùa? Dạ, hái mua rồi mang về á thầy. Ừ, hái mua về cho chùa, chưa có bán được chai á. Dạ. Dám hái. Dạ. Ô, là ở đây bình thường mọi người cũng đến giúp chùa hái hả? Hái bình thường vậy. Dạ. Còn này mấy khách này ở dưới, có ở San Diego với ở Orange County lên đó thầy. Dạ, xa quá hả? Dạ. Mọi người lên, tại tụi con đi chơi ở trên Bắc Cali về á. À, dạ. Nên rồi cái ghé ngang qua đây để vô hái mua được ít nào hay ít đó. À, rồi, giỏi. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Chứ bình thường mỗi năm là nếu không có dịch bệnh là mình vẫn bán được hả thầy? Không dịch bệnh thì có mấy cô Việt Nam qua đó. Từ cái Covid giờ không qua được thì không ai hái. Ồ, là ngày xưa là mấy sư cô Việt Nam qua hái rồi làm luôn. Phụ giúp hái làm công quả cho chùa. Ồ, xong rồi mấy cô về. Mình là sấy khô mình bán. Dạ. Nhưng mà bây giờ không có người hái cái bỏ luôn vậy. Dạ. Cứ bán tươi rồi mướn mễ nó mắc quá rồi mướn không đủ tiền công trả. Dạ, chi phí cao hơn. Chi phí cao cho nên thôi. Ồ, là do dịch bệnh nên là mấy sư cô qua không được. Nhiều mua. Dạ. Là do dịch bệnh nên mấy sư cô không qua được. Không qua được. Dạ. Ủa bình thường là trước mình sấy xong rồi mình bỏ ở đâu thầy? Bán cho 29 cái vô mình sấy xong bán cho các tiểu bang á. Bán cho các tiểu bang. Đó đời dữ lắm. Không dạ. Kịp bán luôn á. Dạ. Tại vì cái táo này nó ăn nó bổ mà ngon ngủ được á. Dạ. Người ta thích lắm. Vậy là năm nay người ta vẫn order mà tại mình không có người làm thôi đúng không thầy? Order quá trời luôn. Ồ. Mà không có người làm. Khổ quá ha. Điện hoài thôi, ăn điện ngày nào mấy chục cuộc điện thoại order thứ này là tại ta ăn quen rồi ta quên tên đó. Dạ. Thấy ngon á. Dạ. Còn cái bưởi này là thầy có cho Phật tử mua luôn không? Mua chứ, bưởi ra hái vô để bán nè. Dạ, ok, để con qua con nói mấy khách của con ha. Có gì hồi ghé đây rồi mua bưởi luôn. Mấy trăm cái thì hái vô bán được nhiều bán, còn mai hái tiếp. Cái loại bưởi này là bưởi gì thầy? Bưởi hồng. Bưởi là trong nó thịt màu hồng hả thầy? Màu hồng.
nó giống như bưởi ở Việt Nam mình vậy hả thầy? Bưởi giống như da xanh rồi vậy hả thầy? Ờ giống y vậy đó. Wow. Cái này da vàng, da vàng ở ngoài. Da vàng nhưng mà trong nó vẫn màu hồng. Hơi mườm tới. Dạ. Mà ngọt không thầy? Ngọt. Ngọt ha. Dạ. Ồ con nên con qua con nói khách biết để khách mua. À. Nghe mùi thơm quá. Ở gia đình hay ở đài? À, con thì bên công ty du lịch. Ừ, dạ, dạ nhưng con có một anh ảnh đi chung ảnh làm ở bên đài xưa anh làm ở SPTN đó thầy. À SPTN. Dạ. Ở đây có SPTN có Diệu Nhân ở đây. Dạ. Hồi nãy anh cũng vô anh tìm thầy mà chắc không gặp á. Ủa có đang, vô hả? Dạ anh đang ở ngoài vườn á. Tí đây con nói anh đi vô. À, dạ, anh đi chung với con. Dạ. Chúc anh Thiện Thành. Dạ. Dạ. Hồi xưa anh làm cho SPTN á, hôm nay anh chuyển qua đài khác rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Cái này là thầy lái máy cài luôn hả? Thì là ở đây là thầy làm hết mọi việc luôn. Làm hết luôn, từ anh với anh luôn. Dạ. Rồi từ trong chùa ngoài chùa là làm hết luôn. Trong ngoài hết luôn. Đâu. Có một ông sư. Dạ. Mà ông sư đó ông ở Sacramento, ông trụ trì hai nơi lận. Dạ. Cho nên là chủ nhật cũng về đó cúng, chiều nay mới về đây. Dạ. Nên là bình thường ở đây là thầy phải lo hết mọi thứ. Mình ở đây. Dạ. Trụ trì với hai nơi. Dạ. Cũng già rồi mà cũng đi tới lui không tội nghiệp không. Dạ. Bỏ trên kia thì ồ, thơm quá hả thầy? Hả? Thơm quá. Thơm. Thơm quá. Này là thầy mới hái trên cây xuống luôn hả? Hay là cây vô nè. Ồ thơm quá thầy. Ừ. Để con ra con nói cho khách biết. Rồi. Để okay. Tí họ vô họ mua. Nghe thầy. Rồi con cảm ơn thầy. Mọi người thấy thầy dễ thương à. Quá dễ thương luôn. Thầy nói là nhiều người đặt lắm nhưng mà bởi vì không có người hái mọi người. Ồ cái này chanh nè. Ồ chanh Việt Nam hả? Chanh mọi người. Trời ơi chanh to ghê trời. Quá to luôn. Vậy là ở đây có bán bưởi nữa nha mọi người. Có bán bưởi nữa nha cô. Dạ cô vô cô lựa nha. Dạ có bán bưởi. Thầy để nha. Sẵn trọng á. Nãy bằng tưởng là chỉ hái táo tàu thôi nhưng mà ai ngờ là có bưởi nữa. Có bưởi nữa chú. Oh yeah. Cẩn thận nha chú. Thông báo với mọi người là chùa có bưởi nữa nha. Bưởi vừa hái trên cây xuống luôn. Ai thích mua bưởi mình có thể qua lựa nha. Bưởi vừa hái trên cây nha mọi người. Bưởi thơm lắm cô Sang ơi. Vừa hái trên cây xuống luôn, thầy mới mang vô kìa. Rồi, mọi người ơi, vô cân táo nha. Vô cân táo chú ơi. Mình phải đi rồi chú ơi. Cô Sandy. Dạ, vô thôi cô. Ok, đi vô thôi chị. Tụi em đi chơi Yosemite. À đi chơi mới ghé qua chứ đâu có. Đi chưa chị, đi chưa? Dạ, đi rồi, chứ nghe thêm mà đâu có biết. Không? À. Khách bằng đang giới thiệu cho khách khác, dễ thương ghê không? Rồi ai mà cũng vậy hết là em ngon. Dạ, đẹp lắm. Chị Ti ơi, vô chị ơi. Dạ, vô cân nha. Thi hả? Dạ chị Thi kìa, kêu chị vô luôn cân rồi đi thôi tại 11 giờ rồi đó. Đúng rồi. Mình phải đi ăn trưa nữa. Ham vui quá. Thấy nhiều quá ham. Vô chị ơi, vô hết rồi. Cô Sandy ơi, vô nha cô. Trời, cái lỗi bự dữ mọi người. Trời. Lỗ to vậy. Lỗ con gì trời. Trời, nhìn khiếp ha. Bên đây chị, bên đây chị. Bên đây nè, thầy cần cái đây nè chị. Ở đây có bưởi nữa, có mua bưởi không? Ở đây mình có bưởi nữa, mấy chị muốn mua bưởi không? Dạ, bưởi thầy mới vừa hái trên cây xuống luôn. Bưởi bưởi hồng. Dạ, thầy nói bưởi bên trong nó hồng. Nó giống như bưởi da xanh Việt Nam mình nè. Đây bưởi đây. Rồi vô vô cân nha cô, mình phải đi rồi. Mười trái bưởi của cô, thầy lấy chưa? Thầy lấy rồi, thầy lấy rồi.
Em rửa tay hả? Dạ không có, em ra lấy bưởi. Dạ. Đây bưởi đây nè chị. Dạ. Muốn lựa lựa nha. Rửa tay. Lựa ủng hộ chùa được nhiêu hay nhiêu? 12 giờ. Mới vừa hái trên cây xuống luôn đó chị. Bưởi trong màu hồng nha. Dạ. Đây khách của Bằng đang chuẩn bị cân rồi chúng tôi phải đi về thôi. Anh ơi, báo mình đâu? Đưa thầy cân đó. Rồi lựa bưởi rồi đi nha. Bưởi nhìn ngon quá. Ở dưới mình mua bưởi ăn là bị chát không? Cho bà không? Dạ. Bưởi này bưởi lớn không nha. Chứ không phải cỡ cam. Cái này là bưởi lớn không nha. Còn thơm phức luôn. Dạ, dạ. Ngon còn nguyên lá nữa. Trời dễ dầu có lá này. Dạ. Thầy thái hay đó. Cái này về để chân luôn cũng được. Leo lên trời cắt á. Đúng rồi, cái này về để chân luôn cũng được. Từ sáng giờ mới được nhiều đó. Thầy hái là để lá là để chân nè, chứ không phải là để ăn giống như mình đâu, mình là mình lặt ngang rồi. Thầy ơi. Bao nhiêu nó phải? Cô 10 à. Thầy có cây giết long không thầy? Thầy có cây giết long không? Cho giết mực á. Con ghi lên đây nè, để hồi sợ quên nó lên nó lộn. Đây, cái này rú coi nè thầy. Chờ giết đại. Trên này 22 24 bữa. Để vô lấy cái bút lông nha. Dạ cái bút lông á thầy, để con ghi đây không là hồi lộn với nhau á. Hay quá ha. Dạ. Thầy căng lương cái phòng này chứ bây giờ. Cô Sandy là vô là lựa trước, lựa được 10 trái đẹp. Lựa đầu tiên mà. Lựa đầu tiên. Thầy vừa mới tắp chiếc máy cài vô là xuống là lựa trước. Không, cầm thầy bút chân xe chạy theo thầy. Tắp chiếc máy cài vô là lựa trước. Dạ, đây thầy. Cảm ơn thầy. Dạ, đây. Đây là cầm báo. 4 cái bưởi hả? Rồi. Nha của chị đây. Đây chị ghi vô nè, giờ tên chị ghi vô nha. Bịch này của chị ghi vô. À, chị lấy bịch bỏ hai cái bưởi vô chứ. Ờ, nhé. Bịch này kia, chị lấy bịch. Bịch này kia. Ghi tên chị vô. Chị ghi vô nhớ nha, chứ chị ghi hồi chị không nhớ luôn á. Nhớ chứ. Rồi. Đây, cô Sang ghi những cái bịch nào của cô ghi vô nha. Ok. Dạ, để hồi mình lộn. Đây này, đây ghi không? Dạ đây, đây chị ghi đi. Ghi đây, để lên xe lộn. Đúng rồi, dạ, không hồi là lộn. Rồi, căng ngang, đưa căng nha. Một hai. Một bịch, còn chung luôn à? Dạ, chung. Chung luôn đây. Dạ. Để con chồng nó lên. Rồi, chồng lên. Chị cõi đời chắc là. Hả? Chung lên như vậy tính sao? Được, được. Rồi, cho em mượn. Rồi, cảm ơn chị. Cô ghi đi cô. Cô Sang ghi cái túi của cô. Túi nào của cô ghi. 25. Chữ S đi. Dạ cũng được. Cô ghi sao miễn cô biết là bịch của cô là được rồi. Không đổ ra hả? Đổ ra chứ. Ừ, cuối cùng là để được. Này mua cho bạn không? Dạ. Mua làm quà phải không? Cậu dễ gì mà mua được mấy trái bưởi tươi như vậy? Dạ. Với mình là vô bưởi đó, hả? Bưởi chợ là nó để cho cái tuần rồi. Dạ. Cho bạn. Rồi. Rồi chứ cô. Mới vừa rớt cái nó. Nó lụm. Rồi. Đây. 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 Đi rồi. Đây. Thì chắc biết. Đi ghi vô. Con một con là bao nhiêu hồi nãy là 10. 14 phao hả? Ờ đúng rồi, 14 phao. 10 phao là 15 đồng, 4 phao 6 đồng nữa. Dạ, 21. Rồi 6 trái bưởi. 6 trái bưởi xong bằng 18. 18. Là 24 với 18, 39 đồng. 39 đồng. Dạ. Rồi còn ai cần ghi không? Cô Sang ghi chưa? Cái của đây, cô Sang ghi đi, để không hồi lộn. Cô Sang ghi tên cô vô. Hai vợ em cắm đi. Ghi rồi không á.
Dạ, ghi ngoài thùng cũng được, trong thùng cũng được, cũng ghi đâu ghi, miễn cô biết là của cô thôi nha. Tưởng đâu có cái đó. Anh ơi ghi đi em. 7 phao 10 đồng với 16 đồng nữa, 16 đồng. Ghi tên vô. 16 đồng ạ? Dạ, dạ. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Dạ, dạ, dạ. Đi đi viện được không? Dạ, thầy cho cái thùng nữa không phải? Rồi. Xong đưa cây viết lại. Dạ. 25 phao là như ta. Mình đưa rộng rộng mình cúng dường cho chùa luôn. Dạ. Cô lại cô nói thầy tính. Thầy tính. Rồi nè, cái này túi nào của em ghi tên vô. Ok. Em lựa nào em ghi vô. Còn cái này nữa. Không? Ok. Bỏ bịch, bỏ bịch, bỏ bịch. Bỏ bịch vô. Ba trái vô một bịch. Rồi ghi tên vô. Dạ. Em lấy bịch. Ba trái bịch. Rồi ghi tên vô để không hồi lộn. Cột lại nha, nhớ cột lại. Chắc không ai xài bịch màu vàng đâu, bịch màu vàng biết không màu vàng nha. Thấy bịch màu vàng không? Thầy con bỏ vô phòng. Cơ. Thấy bịch màu vàng hả? Lỡ bung ra bỏ vàng. Dạ, rồi, cảm ơn. Rồi, ai cân xong rồi thì đi restroom, rồi thẳng ra xe. Nhanh quá ha, mới tới. Tiếng hơn. Dạ, giờ về lại Orange County này. Ủa restroom hướng này đúng không thầy? Đó, đằng lưng đó. Dạ, chung nó luôn à? Chung, dạ. Chung mình bỏ chung lên luôn. Mở chung mình chặn lên. 15, 23. Rồi, 5 là cái bữa cái bưởi. Cái là 35 với 15 là 5 cặp. Đừng đưa chó. Đi chung xe hết rồi. Dạ. Đông đó, ha. Dạ. Mười mấy người thôi. Dạ. Từng tới con có 1 chuyến con đi lên đây nữa. Dạ, nhưng mà để con hỏi ý coi mọi người có muốn ghé thôi, con ghé qua thầy. Dạ, dạ. Từng tới con có 1 chuyến đi ngang này cũng mười mấy người. Cố gắng nha, giúp giùm chùa. Dạ, không có gì thầy. Rồi chơi ghi xong hết chưa? Con gửi giúp thầy. Rồi đi restroom rồi ra xe nha. Ok. À, khoảng 1 tiếng nữa mình tiếng 20 phút nữa mình tới Bakersfield đang chưa à, đi hướng này ra xe gần hơn nè em, hướng này quẹo phải.